Ok, xin chào tất cả anh em đã trở lại với kênh Duy Khả Nam ơi. Và ngày hôm nay chúng ta sẽ tiếp tục đó là soi xét đồ của đường môn tăng trưởng môn anh Gardena và xét đồ như thế nào và ra sao sau khoảng vài tháng trôi qua. Chúng ta cùng chờ đợi xem thử xét đồ của anh Tùng đến thời điểm tại bây giờ như thế nào mà đánh tháng vừa rồi lại được tăng trưởng môn anh em. Ok, và chúng ta cùng xem xét đồ thì trước mắt khi xem xét đồ chúng ta cùng xem cái vòng sáng của anh Tùng. Hiện tại anh Tùng đang có rất rất nhiều vòng sáng. Một vòng sáng đánh một tiếng từ trên xuống là đó là vòng sáng của con ngựa Võ Lâm Minh Chủ, con ngựa đen Võ Lâm Minh Chủ kháng cảnh năm. Còn vòng mà vòng vàng xung quanh đó ông Phật có ông Phật thì đó là vòng của hạng một Võ Lâm Minh Chủ nha. Đó, khá đẹp. Còn trên đầu có thêm dòng đó là đường môn tăng trưởng môn. Và ngày hôm nay chúng ta cùng soi xét đồ của anh Tùng đường trưởng môn tăng trưởng môn của môn phái đường môn sẽ như thế nào và ra sao nha. Hiện tại như anh em đã biết thì xét đồ của anh Tùng thì ở những cái món đồ này thì anh em cũng biết rồi, ở đầu server thì anh Tùng đang sở hữu mình một set ăn ba, một dây chuyền cực phẩm hùng mỹ mắt độc 20-15 đó, một ngọc bội kháng tất cả năm cực phẩm hùng mỹ kháng độc 30 và một nhẫn kháng họ 27, một nhẫn kháng banh 30 đó. Ok chưa anh em, vào phòng tiếp tục là Khải cho anh em xem là Khải mở cái phần anh em đấu giá tí nữa, Khải sẽ đấu giá vật phẩm công thành chiến này nhé nè. Rồi, thì vừa rồi chúng ta đã xem một set ông bang. Thì anh Tùng với set ông bang này thì ở đầu server anh Tùng mua gần 40 triệu đó nè. Ở cái ngọc bội và cái ngọc bội và cái gia truyền này không đã gần 40 triệu rồi nè. Đó, chưa nói hai cái nhẫn nha nè. Rồi, thời điểm hiện tại bây giờ thì giá trị nó vẫn nhiêu đó thôi. Tại vì server chỉ có 1 cho đến 2 món như thế này thôi, không có nhiều nha nè. Rồi, kèm đến một con ngựa Võ Lâm Minh Chủ kháng cảnh nè. Con ngựa này thì hồi xưa anh Tùng mua gần 40 triệu nha nè. Gần 40 triệu con ngựa này nha nè. Và con ngựa này thì chỉ có Võ Lâm Minh Chủ thì mới có thể mang được thôi. Đó. Với một cái bao tay kim quang, phần thủ lý 25-540, sinh lực lực và phục hồi 6 điểm. Cái bao tay này thì đua top 2 nhận được nha. Và thời hạn cho nó sử dụng nó là hình như nhớ không lầm là 4 tháng, 5 tháng rồi đó. Và trị giá là hơn 10 triệu nha. Hơn 1 triệu với bao tay này có thể đấu được. Cũng như là cái nón này. Cái nón này là nón mắt đọc ở cái nón tím nha mọi người. Ở không sao đây nè, ở cái nón mà này là ở cái điểm liên đấu nha. 150k điểm liên đấu thì tương đương cứ một điểm là một xu. 150k điểm thì tương đương 150 kim thì tương đương cái nón này khoảng gần 10 triệu nè, gần 10 triệu Việt Nam đồng. Đó. Còn cái áo này thì match off hoàn toàn ở cái hướng là đấu top 3 cá nhân anh Tùng sở hữu được. Và với vật phẩm cái top 3 cá nhân thì lên đến hơn 10 triệu nè. Cái áo này cũng là thời gian sử dụng, hàng sử dụng 5 tháng nha. Đó. Rồi, tiếp đó là cây vũ khí. Đó, cây vũ khí này là cũng là một top, đó là cũng là top 3 luôn. Thì anh Tùng sở hữu cây vũ khí này thì hạn sử dụng hình như nhớ không lầm là như là ở vũ khí thì nó thấp hơn, chỉ có 3 tháng hay 3 tháng rưỡi gì đó. Thì cây vũ khí này anh Tùng đấu giá hơn 10 triệu nha nè. 3 tháng sử dụng nha nè. Đó, anh em thấy chưa? Những chuẩn bị nó khá đều nhau tại vì cái bao tay này là top 2, áo này là top 3. Cái nỏ này cũng top 3 nè, gọi là top 3 đua top cá nhân hay top băng hội đó mọi người. Đó. Rồi, kèm với một đai lưng kháng họ 19 chống 40, kèm với một đôi giày kháng họ 20 chống 40. Tóc 40. Đôi giày này hộp đầu anh Tùng mua 3 triệu rưỡi. Ở trong bang anh em xanh ra bán khá là rẻ. Hồi đó có người trả 60 triệu mà không bán, bán cho anh Tùng giá ok để anh Tùng trải nghiệm anh em à. Và cái đai lưng này khá đẹp anh em ơi, 19-20-40. Đó, đai lưng này ở server trong hơn 1 triệu nha anh em. Đó. Và sau khi lên đặt tăng nhiệm môn, anh Tùng có cho mình ấn tín tăng nhiệm môn. Kỹ năng chiến ít 1 cấp gồm 4 kỹ năng skill chiến ít nha anh em. Đó. Và anh Tùng đang có cho mình có một cục sinh lực từ trang sức và một kháng cảnh năm từ mặt nạ và với một kỹ năng có từ một cấp ở phi phong. Tính sơ qua thì ở phi phong này một cấp, dòng băng hội một cấp, thì hôm trước anh Tùng có đấu giá dòng nghiên xói một cấp nữa nè thì hai cấp nha, rồi kèm với càng khôn hai cấp nữa là bốn cấp, là văn chân trên đầu nè là bốn cấp, kèm với sơn hà ba nữa một cấp nữa là năm cấp nè. Thì ạch này là đang có cho mình khoảng tầm năm kỹ năng cũng có, kèm với cái này một cấp ở 9x thì 9x được 6 skill 9x nha nè. Đó, ạch này thì sự đánh quá khỏe nè em ơi, ạch này của anh Tùng đang top 5 server nha nè. Rồi, nói chung thì tổng xếp đồ của anh Tùng thì anh em cũng đã biết giá trị anh em à. Hơn, thiệt sự là hơn 150 triệu anh em. Đó, không ít đâu mọi người. Bèo lắm phải nấu đến thời điểm hiện tại bây giờ thì ạc này anh Tùng đầu tư phải tương đối là gần hơn 500 triệu. Nhưng mà đỡ mà nói thì thời điểm lúc đầu thì không nói này. Bây giờ thì nó xuống giá dần dần thì chưa nói những đầu tư những ngày khác thì nói chung ở cái xếp đồ này thôi. Thì trị giá còn hơn 150 triệu anh em. Anh Tùng cho rất rất nhiều ạc cũng như là trong bàn ảnh tạo rất nhiều ạc đỡ cho anh em cầm. Rồi. Cảm ơn em đã theo dõi video và đừng quên ủng hộ cho anh Tùng một like chia sẻ ủng hộ cho anh em. Nhiều anh em không tin như hiện tại phiên bản này là đang phiên bản đồ xanh nha anh em. Đồ như thế này là mắt ọp hoàn toàn nha anh em. Chứ không có món nào mà mắt hơn ở đâu anh em à. Đó.
Rồi, anh em xem video đừng quên để lại một like, xem ủng hộ cho anh em. Kính chúc anh em một ngày vui vẻ nha.